Con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của con ngày hôm nay. Thì hôm nay con bán cây năm cánh trắng, mắt hồng, gieo hạt. À, hàng kỳ, con xin lỗi. Hàng chuẩn mắt bông 100% và nó đang nứt nụ như này. Ở quý khách bán á, là một chậu từ 2 đến 3 thân. Chậu 2 thân á, kích thước dài từ 40 đến 70 cm. Đây, 2, 4, 6, 70 cm. Chậu 2 thân như hình. Giá chậu 2 thân là 440.000 bao ship. Chậu 3 thân là 600.000. 620.000 bao ship. 3 thân là 620.000 bao ship, chậu 4 thân là 440.000 bao ship. Đó. Thì con bán theo các chậu như sau, chậu số 1 2 thân nè. Thì có giá rồi, chậu số 1 2 thân coi chỉ đếm nói thân thôi. Và tất cả các chậu con bán này đều là hàng đang nụ. Đang nụ nha cô chú anh chị. Đây, sương mắt nụ hết rồi cô chú anh chị. Về đi chơi Tết thôi. Hoa này thì rất là đẹp rồi, chuẩn năm cánh trắng 100%. Có nụ rồi thì cô chú anh chị khỏi lo về mặt bông nhé. Đây, nụ từ trên xuống dưới quy cách 40 đến 70 cm. Đây, chậu số 2 2 thân. Chậu số 3 3 thân. Chậu số 4 2 thân. Cô chú anh chị chốt chậu nào thì inbox cho con nhé. Chậu số 5 3 thân. Con nhắc lại là chậu 2 thân giá 440, chậu 3 thân giá 620. Bao ship đã bao gồm phí vận chuyển rồi đó. Chậu số 3 3 thân. Chậu số 2 4 5 là chậu số 6 3 thân. Chậu số 7 3 thân. Chậu số 8 3 thân. Chậu số 9 3 thân. Chậu số 10 3 thân. Chậu 11 3 thân. Có 11 chậu đang nụ như hình và con lựa trong lô của bên con ra và bán cho cô chú anh chị đó. Thì cô chú anh chị nào cần thì có thể alo cho con. Thì con qua một cái chậu tiếp theo đó là cái chậu châu Như lai lai với một cái mặt bông rất là đẹp mà con bị mất mất cái hình rồi. Thôi cái điện thoại kia nó bị hư tại cái này con trồng 2 năm rồi đó. Mua mua của anh kia về cây nhỏ về trồng lên bây giờ nó mới sổ nụ lại đây 2 năm rồi nó thì cái mốc nó cao được 70 thì bây giờ con nhượng lại cho cô chú anh chị sổ đó thì có bốn mầm gốc luôn và cái mốc cao 70 thì cô chú anh chị tự so sánh cây nha, cây rất là dài và bốn mầm gốc rất là khỏe đó, có 2 thân đang nụ như hình đó. Mốc cao 70 thì một cái đầu cao bằng gần bằng mốc, cao bằng bằng móc, một cái đầu thì thấp hơn móc một xíu thì về sổ nha cô chú anh chị. Rồi con qua cái cây nù ta ly. Nù ta ly thì cũng đồng giá luôn với cái chậu kia là 250.000, có 3 đầu nó và nó cũng đang nứt nụ. Nó đây là cây giả hạt Di Linh Xuân mà nó đang nứt nụ đó, thì có 3 thân như hình, giá cũng 250.000 và con bao ship luôn nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị cũng mua này, chậu này cũng mua về sổ, cộng trồng khoảng 2 năm rồi, về tự sổ tự biết mặt bông thôi. Đó, thì cây rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị sổ 250.000 chậu nù ta ly này. Đó. Rồi con qua Che cái mặt ông đồ chậu đẹp tiếp theo, Che mặt qua ông cái đồ bảng phi điệp này, nó có đẹp 7 ngọn như Lo hình con nè. quay mặt đâu mà Cũng lo. nó 7 Cơ, ngọn nụ chi ý chít là luôn, vậy. nụ Mấy quá đứa trời nó trên nụ mạng nó có cái trào lưu là che mặt ông tôi Cô chú đẹp anh chị về cái bảng này mà về chơi Tết thì đúng bài luôn, bảy Không, ngọn về này đi nó bình qua thường đi mà qua edit rồi. lại nha, Lồng tiếng là nó cái đang sương kiểu mắt là sợ nụ cái hết gì rồi, đâu. về để chơi Nụ Tết nụ thôi. quá trời này. Thì cái bảng này con bán là Bỏ mắt ra 900.000 bao ship. là thôi. Bình thường Cái bảng này con bán 900.000 bao ship. về Đó. lồng lồng tiếng là Thì cái cây gì đó, rất là cái đẹp. nồi cơm cái được cái được cái chưa cây hay này là cây cái dài cơm nhất được là 1,2 rồi nồi đó cô chú cơm anh chị, gì nữa, chắc trồng sợ cái nồi chậu, cơm cái bảng này thì mười trồng được tám 3 năm rồi, má, phi điệp nó đỏ kêu phi 30 thì mẹ mình hoa thấy được khá đâu là ba, đẹp, đủ má nói cái ông chung 30 là cỡ hoa nào mà thơm kêu phi 30. đáng sưu tầm. Cứ Năm thấy ngoái kêu nó ra rực ba rỡ tư lắm. ra là biết Năm ngoái thì thì hoa cũng đẹp nó mà ở ông cái nói vườn khác mẹ xong rồi con ừ. Này hoa lấy về nhìn năm nay con chăm con nói bán ông là tiếp nhìn được được cái đang thì nụ nói ông là hơn mức Hawaii thì một chút, nụ hết bán ừ, 900 đẹp nghìn đẹp cô chú anh chị hơn về mức sưu tầm Hawaii 7 đẹp. thân Mấy chân luôn rồi này, 900 nghìn dài ngoãn luôn. mấy ngọn ta, Đó, có một một thân là nhỏ nhất hai thôi, ba bốn sáu bảy ngọn. cây dài nhất